mà đỡ hơn con khỉ già cốc. Khỉ già cốc là sao nó không thưa? Nó bắt con khỉ để trong củi rồi nó lấy dao để nó đục cái ăn ốc sống á. Trời ơi, vậy là con khỉ còn sống luôn không thưa? Còn sống ra chết bà nội nặng chanh với muối tiêu vô con khỉ la vậy. Ôi ơi, muộn chút xíu vô muốn ăn. Con này con địch nè, con lấy ra con lật ông chỉ cho. Ủa sao biết con địch ta? Ừ. Đây nè, con cái đằng nó leo lên lưng con cái, nó có cái độ hổm vậy nè. Dạ. Nó mới bám lưng ta, nó mới lấy người ta được. Còn con cái nó bằng răng à. Rồi có trứng cái nó dung ra nữa. Nam Tư có cái tủ mới nè cô bác. Tư mua tủ nhiêu ông Tư? 2,5 triệu. Triệu rưỡi hả ông Tư? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Nam Tư để đồ mấy cái kệ thuốc lên trên nè, để cho nó thoáng, để cô bác người ta lấy dự bệnh nó cũng dễ. Nam Tư lấy thuốc cho nó dễ, chứ trước thì lấy thuốc mỗi lần kiếm thuốc cũng hơi khó. Nay Tư có được cái tủ này là im rồi, ngon lành. Dạ. Dạ ông Tư còn phải thêm gì nữa không ông Tư? Thôi con được rồi, đủ rồi. Nha. Yeah. Được cái cân tao mừng còn hơn. Con cháu đậu che cộ rồi nó sạch sẽ. Nha. Yeah. Tư có lời nào cảm ơn cô bác mà hỗ trợ mình cái kinh phí xăng không Tư? Kính cảm ơn các nhà mạnh thường quân để giúp đỡ làm cái đường hoàn chỉnh. Biết lấy gì đền ơn đây để giúp đỡ nhau trong cái cơn bệnh hoạn. Dạ. Làm kinh phí tổng hết cái xăng của mình bây giờ không nhớ hả ông Tư? Không nhớ. Dạ. Mua lập dập dập để tỉnh lại cái bữa nào kêu Linh Tâm nó cộng rồi. Còn cái xăng Tư làm lại giờ nó im quá. Xe thì xe lớn cô bác đã vô cà đậu cũng được bình thường. Quay đầu cũng được. Cũng 2-3 chiếc vẫn được. Có gì quay luôn. Dạ. Cho cô bác đây. Dạ. Nhận thức thấy quay qua cảm giác đó đi. Để mình quay cái sân chỗ trước nhà ông Tư cho cả nhà mình xem. Bữa nay thì ông Tư làm hoàn thành cái sân rồi, thì Tư sớm cũng có gửi lời chúc cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho ông Tư. Đây là cái khu sân mà ông Tư đã làm hôm bữa, cô bác mình hỗ trợ ông Tư cái kinh phí làm sân. Sân này là xe du lịch vô là 3-4 tiếng đậu vẫn bình thường thôi. Xe 16 đậu được luôn. Để mình quay một vòng cho cả nhà mình xem. Cái cổng rào của ông Tư. Trước thì ông Tư đi được đây mà bây giờ thì người ta ấy lại ông Tư đi không được. Mở cái cổng lớn bên này đi. Chỗ này xe vô dễ lắm luôn. Nuôi gà đá là ông nuôi gà đá lộn xộn, nó nói trời đạp máy lộn xộn, gà đông cảo nó không biết đá. Nó bự không ông Tư? 4,5 kg á, gà trống á. Một con bự dưới trời. Ừ, thịt không có giòn bắp tay con. Ừ rồi. Thứ gà giò như cùi đó. À cái đó nó hay bán ở, nó thay rau trên mạng rồi nó có bán không Tư? Ừ, bây giờ nó nuôi gà đó, hồi đó nhà vua ăn không? Nó có chất bổ gì mà cho vua ăn sao ông Tư? Hai cái giò nó con ăn, con viền cũng nó béo. Da nó dày mà nó béo. Coi. Thằng Pháp nó treo con gà nó cột, đầu nó treo lên, máu nó tột giò nó lấy kéo nó hết hai cái ngang đùi đó rồi nó cho con gà.
Thì là chỉ ăn cặp đùi thôi. Ờ, ăn cặp đùi gì với hai cái giò bằng giò nữa rồi. Ủa nguyên nhân sao mà nó thích ăn cái đó ta? Không biết, cái chất dinh dưỡng hình như nó là cái độ cao của con đó. Nhưng mà ăn theo cách đó thấy nó hơi bị tội á không Tư? Tội rồi, con thấy con này kia mà đỡ hơn con khỉ giặt ốc. Khỉ giặt ốc là sao nữa không Tư? Nó bắt con khỉ để trong củi rồi nó lấy dao để nó đục cái ăn ốc sống á. Trời ơi, vậy là con khỉ còn sống luôn hả không Tư? Còn sống ra chết bà nội nặng chanh với muối tiêu vô con khỉ la vậy. Ôi ơi, muốn chút xíu vô muốn ăn. Tội quá tội. Con người ta bày những cái trò quyện hoặc ăn uống thấy cũng thiết. Từ cái ăn ốc khỉ đó là nó xuất phát từ ở đâu vậy ông Tư? Không biết con. Tao độ mấy người ăn nhậu này nó bày ra mấy tiệm quán nè ta. À, cũng như bào ngư vi cá này nè. Ăn nhà vua đồ ăn, nói vụ ăn nó bổ sao chết. Cũng chết ông nội nó trên có nào sống đâu. Dạ. Không có cái gì tồn tại. Còn con ốc khỉ đó là họ ăn con khỉ ăn ốc khỉ mấy người mà bị rối loạn tiền đình này kia mất trí nhớ đó. À, mất trí nhớ. Nó ăn cái đó nó sáng ốc sáng tầm rồi. Hình như ông Tư nghĩ là nó có như họ nói không ông Tư? Ông nghĩ chắc không có đâu con. Nó bàn vẽ nó mua bán trên thị trường. Nhưng mà cách ăn nó hiện giờ như ông Tư được biết là nó còn không thưa ông Tư? Không, thời gian lâu rồi. Nhà nước cấm thấy ăn tàn nhẫn quá. Chứ cái người dân tộc mà ngày nó ăn lễ gì nó đâm trâu đó. À, rồi cũng bỏ cái tập quán đó, mình cúng quải thì heo trâu mình cúng mình để đứng cột trâu nó phóng lao quá. Ô ghê vậy ông Tư? Ồ, con trâu nó phóng té rồi tàn nhẫn tội lỗi. Chứ ông nói ngày hôm qua con cái người chết mà đút cơm đút rượu đó. Dạ. Yeah. Nó lây mầm bệnh cho người khác nữa. Nó cấm. Mà như cái vấn đề mà ăn ốc khỉ đó, hồi xưa ông Tư có thường thấy không Tư? Nghe người ta nói thôi, mình đâu có, con đâu có tiền, con ăn chơi vô nhà hàng. À, tức là nhà hàng nó mới đãi cái đó. Nhà hàng nó mới thấy con khỉ con mua, nó dụ con khỉ con mua 3 triệu. Dạ. Chỉ ăn ốc rồi bỏ ăn khỉ. Cái sao phí gì vậy ta? Ừ. Con rùa nó mua con rùa mấy trăm ngàn nó ăn trứng với gan không? Còn thịt nó bỏ. Trứng rùa, gan rùa nó có cái chất dinh dưỡng gì thưa ông Tư? Nếu ăn rùa chất dinh dưỡng nó cao lắm con. Cái gan rùa mày ăn nó béo, mặt rùa con ăn nó sáng mắt. À, mặt rùa sáng mắt, còn gan thì béo. Mà dinh dưỡng nó cao. Trứng nó thì cái chất lượng nó một trứng rùa nó bằng 25 cái hộp gà mình. Còn vậy đó, không thích nó. Ăn gì nữa, ai dám ăn hai trứng nứt da mày luôn đó. Không có, ông ăn nguyên đụm luôn 7-8 trứng luôn nứt đâu. Giữ cho ông Tư. Ờ, chăn á. Chăn mấy con rùa mà nó có bụng có chữa nó chạy đâu nổi, lửa nó cháy chết. Dạ. Yeah. Buộc con phải ăn. Bắt ảnh rồi cái mình ấy lại lấy dao lột da ảnh đàng hoàng, lấy dao chích đùi ra móc trứng ra làm ruột sạch sẽ rồi cái mình xào lại. Rồi ông ăn trứng vậy, ông ăn nguyên một đùm trứng thì nó ông không sợ cho ông đi dinh dưỡng cao quá mà. Sợ gì, trứng ở trong trồng đỏ không, trứng tay cái lớn tay cái mình chút thôi. Trồng đỏ không mày ăn mày nhai một lát cái đầy họng mình. Con thấy trứng nhỏ mà con bỏ con hồng với trứng răng. Mày mà hả họng mà mày cắn miếng cho bẩn rồi nhai lát con đâu nuốt nổi. Nó nở hả ông Tư? Nở, mắt phải nhả ra.
nó thua ông 20 lít rượu, bị trứng trăng nửa cùng tay mình ăn khúc vậy nè. Dạ. Tao nói bây giờ thằng nào mà ăn hết cái trứng trăng này, trời vừa lú lên á mà ăn mà trời chưa có tròn mặt trời đó thì tao thương con trăng. Còn nếu ăn không hết mà mặt trời lú nguyên mặt trời lên là thua tao 10 lít rượu, 20 lít rượu gì đó. Chỉ có bằng một phần giá cả con trăng nè. Gì ăn không hết. Rồi tôi. Trời trời. Nhai lát con nuốt đâu nổi. Nó vừa béo mà vừa bột mà nhai nó nở ra hoài cũng như cao su. Càng nhai càng nở không tôi? Càng nhai càng nở mà con nuốt không được. Phải mày nhai lập dập mà mày nuốt được á thì nó rất nhanh. Mà ngặt con nuốt không nổi. Vậy sao mình không cắn ít thôi? Thì bởi vì cắn ít thì nó sợ lâu. Cắn nhiều mà. Và rốt cuộc không ăn được đó. Vậy là cái khoảng thời gian là mặt trời vừa lên cho tới mặt trời tròn là có khoảng tiếng hồ không ông Tư? Đâu có 20 phút à, 20 30 phút rồi, rồi. Có 20 phút. Vậy thì cuối cùng không có nuốt được cái trứng trăng luôn. Lên cả mấy sải luôn. Nuốt chưa rồi. Con phải nhả ra tay bớt con mới nuốt được. Mình nhai hoài, nó đầy hoài, nó bự hoài. Dạ. Nhưng mà mình thử thách rồi mình đâu được quyền nhả ra chứ. Đâu mình giao kết đàng hoàng mà. Dạ. Nhả ra mày thua sao? Dạ. Mới nhai nuốt không nổi. Vậy là còn hơn cái bông lan nữa, bánh bông lan còn, là nó dễ bông hơn. Bông lan có một rồi con nó tới 10. Là nó khó nuốt mà nó lại nở liên tục. Con nhai hoài nó nở hoài ta. Vậy là nó. Ủa mà sao nó có cái gì mà nó lại khiến cho cái đó nó nở ra hoài ta, đúng là cái trứng mà nó đâu có nở được. Nó làm cho nó chạm với chất bột. À. Có bữa mày ăn trứng rùa không nữa. Chết 5-10 con rùa vậy đó. Thôi nữa ăn trứng rùa bỏ cơm luôn. Nó no hoài hả ông Tư? Nó ngon, nó béo dữ lắm mày ơi. Thôi. Các loại trứng không có trứng nào thơm bằng nó. Bây giờ nói có đâu mà ăn cho con ăn thử. Có cũng đâu ăn được. Ông cháu mình ăn tàu hũ không ăn. Ủa như ông Tư sớm ông Tư ăn vậy, không lấy con rùa ông Tư bỏ sao ông Tư? Ông ăn cái trứng rồi bỏ con rùa. Đâu dễ gì bỏ thịt. À. Con ăn trứng nó không hết rồi chiều sau. Không mà gặp như bây giờ mà có cái lụm mấy cái mai rùa về ông Tư. Cái yếm nó con bán cái cũng mấy chục ngàn nữa mày. Dạ. Tiệm ba tàu cái yếm nó con ngâm rượu con trừ mà mấy người mà bị suy nhược thành kinh liệt dương rồi đó. À. Tại thuốc rượu có yếm rùa đó mấy con. Cái đó là mình phải cộng thêm mấy vị thuốc bắc hả ông Tư? Cộng thêm thuốc bắc. Ủa ông Tư bữa đó nghe ông Tư chia sẻ là con rùa nó có mấy kilo, còn sao mà con thấy rùa ở trên truyền hình nó để mấy có một số con rùa bự quá mấy chục ký luôn ông Tư, cả trăm ký gì đó ông Tư. À trăm ký ở châu Phi mà. À châu Phi á. Còn Việt Nam mình thì nó không có rùa lớn nha hả ông Tư? Không có, có con càng nước 2 mấy ký có. À. Mà không phải con rùa, con càng nước. Kêu là càng nước. Con rùa nó đâu bự đâu ta. Đúng con rùa nó là 3 kg. 3 kg lớn nhất. Lớn nhất. Còn con quy với con càng đước có thể con 20-30 kg. Con quy nó dạng sao ông Tư? Con quy nó như con rùa mà cái mu nó cao lắm. Con quy trong cái truyền thuyết sách chữ có ghi mấy đình đồ này kia hạt đứng trên lưng quy đó. À nó là thuộc về kêu tâm là những đó. Tâm nó linh á. Dạng thú linh á. Dạ thú linh. Như cái con này là cái con cần đước thì cái mu nó dài nè hả ông Tư á? Không, con này con đồi mồi. À đồi mồi. Còn như cái con quy ông Tư nói thì nó cái mu này nó cao, nó dung lên á. Ừ.
nó dung cao chỗ này lên, cao lên. Còn con rùa thì nó hơi bài ra hả ông Tư? Ừ, con rùa nó hơi thấp. Con này con đực nè, con lấy ra con lật ông chỉ cho. Ủa sao biết con đực cao? Ừ. Đây nè, con cái đặng nó leo lên lưng con cái, nó có cái độ hổm vậy nè. Dạ. Nó mới bám lưng ta, nó mới lấy người ta được. Còn con cái nó bằng răng à. Rồi có trứng cái nó dung ra nữa. Ồ. À, hay dữ trời. Ừ. Vậy là mình phân biệt nó là chỉ có cái hổm nên là biết con đực. Ừ, con đực con cái. Hay ta. Lần đầu tiên mới biết cái này chắc cũng ít người biết lắm đó, ông Tư. Không có ai để ý biết đâu. À. Cái này là do ông Tư hồi xưa ông Tư đi săn nhiều, cái ông Tư có thường bắt ăn rồi cái ông Tư thấy được, ông Tư chiêm nghiệm biết đó, ông Tư. Con đực thì đâu có gì đâu, con ăn đực thịt nó đâu nhiêu, có cái gan à. Còn con cái nó có trứng, nó mập hơn, thịt nhiều hơn đực. Mà thông thường ngày xưa là ông Tư bắt những cái con này nó nhiều hay là con rùa nhiều ông Tư? Con này nó ở biển này, con cào biển nó mới được chứ mình đâu có bắt nó. À. Đồ mồi ở biển không rồi ta. Kêu nó là đồ mồi. Con đồ mồi có con mấy trăm ký, 300-400 ký đó. Cái sao bự dữ vậy ông Tư? Ừ, vậy nó ba lớn nè, 25 triệu một ký. Vậy nó vậy? Làm gọng choi với lược đồ này kia với đồ phụ nữ đeo cái vòng nhỏ nhỏ đó. Dạ. Ô, vậy là con này cả chục triệu một ký rồi nè. Không, chỉ nhỏ nhỏ nữa nó không mua đâu. 3-4 thằng mà giặt không lợi nó. Nó mạnh nữa không Tư? Biển đẻ, ừ, nó mạnh. Cái tay nó bự hơn cái tay mình, nó quạt con té luôn đó. Trời ơi. Anh đẻ một lần 100-200 trứng. Nó đẻ trong một hố hay là đẻ nhiều hố Tư? Nó bư cái lỗ lên bãi cát, bãi biển á. Con bệnh gì? Con chắc con bị chỉ không Tư? Chắc chưa, chưa. Tại con không có biết nữa, nhưng mà con uống thuốc á, con thấy nó không có hết. Con đi cầu nó rác hậu môn, nó đau, nó ra máu. Nhiều khi con ăn cay nóng, nó hơi bị nóng nóng. Bị sao búa chỉ đó bác à? Nó bị lòi ra. Dạ, nó bị sao búa chỉ. Nói nãy giờ hai chú cháu đi trên đường là có nói cái triệu chứng của nó thì theo con... Nó đỏ màu hết á. Dạ, mấy người kia bị thì con xác định nó cháu nó bị sao búa chỉ đó. Bữa, hai bữa thì nó dứt gốc rồi. Vậy hả, con uống thuốc mà không hết, con sợ đi cắt quá à. Mà con chưa đi khám. Thôi. Đụng chạm phải dao kéo sợ lắm. Dạ dạ. Thôi đi. Ngồi ghế đi con. Ngồi... Dạ dạ. Ngồi ghế đi, ngồi ghế nè. Ôi ngồi dưới này con thấy mát hơn. Ngồi trên ghế. Con sợ họ có khách cái con hói. Đâu có. Sợ có khách. Dạ. Khách mình. Cô kêu chị đó đem chai nước cho anh con uống. Ờ nó được rồi, được rồi, chế được rồi. Lúc xấu vậy? Con chú cháu con ở trên Bình Dương. Con cháu này thì nó ở bên Sài Gòn, ở Phú Nhuận. Còn con thì con đi làm ở bên tận bên Bình Dương á bác à. Cũng đi làm không có cập nhật thông tin được, thành ra là không có biết. Rồi con nhỏ cháu chị con đây nó ở bên Mỹ á. Nó có thời gian nó ngồi ở nhà nó xem YouTube, thành ra là xem được clip của em trai đây. À, nó mới giới thiệu ngược trở về, mình ở Việt Nam mà được bên kia cung cấp ngược thông tin về mới ghê chứ. Đang cố gắng cử. Dạ. Nó chị con ở bên kia còn con ở đây, con ở trên Sài Gòn. Ừ, con dặn chị con phải cố gắng cử. Chị đó chị tâm nguyện đó hả chị? Chị là cưng lấy thuốc đây rồi gỡ qua bà cho chị. Dạ không, con uống. Dạ. Con cháu nè, nó bị mà nó không giống như em. Dạ. Hai chú cháu không biết thông tin bác Tư dưới đây. Thế là mà con chị nó thì ở bên kia nó biết được, xem được cái YouTube của em trai đã giới thiệu lên nè. Thế là bắt đầu nó mới thông báo ngược trở về đây, rồi bắt đầu nó TikTok nó kêu hai chú cháu phải chạy về dưới này. Rồi mới chạy về. Đó. Cái muỗng này để chắc ổng đưa thuốc thì ổng dặn
chưa mắm. Đỡ người chị ngoại cũng bị chứ. Dạ, dạ. Cố gắng cử ăn uống. Dạ, cử không bao lâu nữa không cử? Nửa năm. Dạ. Vậy là không được ăn nữa, ăn thịt heo với cá lóc thôi. Ăn cá lóc được. Dạ. Heo, cá lóc cũng hạn chế ăn, ăn tàu hủ đi. Ăn nổi không? Cái đó là ăn được càng dài càng tốt đó. Thì bây giờ ông ăn tàu hủ đó, ăn theo ông phải đó. Đồ mình nuôi không à? Vừa rồi con có xem một cái clip của một cái vị bác sĩ ở Pháp á bác. Nói là con người mình bây giờ ăn cơm không bây giờ cũng bệnh nữa. Bây giờ cứ muốn mà hạn chế ít bệnh thì bây giờ nhịn đói được là không có bệnh. Không phải, nói vậy nó vô tình nó giết mình. Bây giờ mình dạ. Ăn rau đồng cỏ nội dạ. Là tốt nhất. Dạ. Chứ còn mình đâu có bỏ thức ăn của mình được. Dạ. Ở trên chợ nó cũng nói nó bán rau rừng không, rau đồng không, mà rốt cuộc ăn vô ăn thuốc sâu không đó. Ở trên chợ nó bán thuốc toàn là nó nói thuốc sao sao. Nghe bác dặn là uống một lần nửa muỗng này. Muỗng này muỗng ăn hột vịt lộn mình nè. Hả họng cho lớn con cút thuốc cho sâu chứ không quậy nước uống được, bị thuốc này rất đắng. Đắng mình cái mùi nó khó chịu lắm. Thành ra mình uống thuốc khô. Thuốc đổ trong đốc giọng rồi uống nước vô. Con mua nãy chú Thiêm nữa không? Yeah. À, trên con kêu chú Sứ nữa. Yeah. Chú gói bánh đó. Yeah. Mình cúng Phật nữa. Chú Thiêm nữa. Nói vô chú Sứ, chú Thiêm là biết. Lộc ăn 2-3 trái vô. Thứ nhất là chú nó làm cho đường ruột mình trơn, nó nhận trường. Nó không táo bón con đi cầu nó khỏe, uống 3 ngày nó hết bệnh cháu rồi. À, vậy là mình cần nhận trường vậy thì mình ăn đủ sáng, như là tốt cái bánh lần sáng uống lần chiều uống lần một ngày uống hai lần chuối mới được hen. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Sáng lần đặc biệt lần. Chuối chim chứ chuối thì nhiều thứ chuối dạ. Chuối lá xiêm nhưng mà chuối chim nó mới nhận trường nó mới phối hợp với thằng trĩ này nó mới trị bệnh mình được dạ. Cái gì đó mình ở trên đó ở trên Sài Gòn với Bình Dương bây giờ nó kêu loạn xạ lắm. Mình ở dưới đây mình kêu bằng chuối lá xiêm đó chị cho dễ biết. Ở trên đỉnh nó gọi là chuối chỗ thì nó kêu bằng chuối sứ, chỗ thì nó kêu bằng chuối móc. À rồi uống chuối hết bệnh dùng người ta kêu khác vậy. Dạ. Cái đó quản trị được thì nó kêu chuối móc. Dạ, kêu chuối móc đó. Cái đó hai bịch lần đó. Dạ. Một bịch một là hết xong rồi hết rồi. Dạ. À, nó có hút vô hôm tư của con là bị lòi ra ngoài. Tự động nó dạ. Mất uống con không này sẽ tự rút lên mà. Dạ vậy nếu mà con uống hơn 3 ngày con uống thêm nữa được không? Không không con uống hoài. Uống hết cái này lại nó chưa cắn thiệt không? Dạ. Uống hai gói này con uống gần 1 tháng rồi. Dạ. Thử thêm 6 tháng. Để cho nó tiệt cái chủng nó đi. Trời ơi, 6 tháng nhầm nhò 6 năm cũng phải cử nữa. Cử cho mình hết bệnh. Cử cho chính mình chứ. Không biết người ta đi tới nước ngoài, ở Pháp, Mỹ. Cái đồ yêu thích không á? Đồ cây nóng không? Đồ cây nóng không mà. Bởi vì mình ăn bây giờ thành ra bệnh này với bệnh viêm mũi quá nhiều. Dạ. Mẹ chú con bị viêm mũi không? Ăn độc, uống độc, hít thở độc. Con thì con bị viêm mũi ban đầu nó là viêm son thì nó qua tới cái giai đoạn là viêm viêm mũi dĩa sao bác cho lấy cái hộp luôn dạ mang che làm mang tươi của mình đó hả con rồi mang bia là con không uống rồi con không biết uống rượu bia mang che là nói chung chứ không phải là mang tươi không ăn mà ăn mang chua cũng được tử bây giờ tụi con phụ nữ nè tao dặn nè giờ con có kinh con tắt kinh hết kinh 3 ngày đi con ăn bữa mang vô có kinh rồi. Ồ, vậy hả? Ờ. Vậy nó độc không? Ờ. Nó rất độc đó. Dạ. Vậy hả? Ừ. Rồi con nghe nó bị nhức không? Nhức. Nhức là cái gốc của nó rồi. Nói chung là măng ăn rất là ngon. Nhưng nó tàn nó tàn trữ trong đó nhiều cái bệnh đó. Cho mua để đừng người cho ta ai có, không có. Cho dạ, dạ. Để đi cho người ta. Con về nhà con lấy nữa. Để vô hộp cho ông cha đi. Ông cha. Này dâu thứ ba của dạ. Dạ. Nãy giờ con ngồi ngoại uống nước. À đây này đây nè. Về về trảm kiếm cái giấy này cũng được nè. Cái giấy này nè bắt đầu con gói vô túm vô trong đó như cái viên thuốc đầu đầu bỏ vô trong họng. Con uống còn cứ đút vô tới đốc giọng uống nước vô nghe mình. Cái đỉnh quả nó đắng quá. Dạ. Đúng
giấy mà giấy cái... cho nó mỏng. Dạ, giấy cho nó mỏng hoặc là giấy vệ sinh. Thuốc diêm son. Còn bệnh thêm nữa. Dạ. Đây nó quá chất cầm. Cái nào chỉ cái một thôi, ổng diêm son. Nước lên vậy nè. Diêm son nữa hả? Dị ứng luôn. Chị chỉ trước đi. Chỉ thì nhiều hơn. Ờ thì chỉ trước đi. Đồng hồ giám tham xin lần sau lên xin nữa. Dạ.